thế thôi. Không, thực ra đây là một cái ngẫu hứng của Tùng, chị makeup của Tùng thôi. Tùng muốn rằng có một điểm nhấn khi mà Tùng xuất hiện tại chương trình ngày hôm nay, và Tùng mong rằng là ai mà đã xem chương trình ngày hôm nay này thì mọi người sẽ thích cái tattoo mà sao Tùng vẽ ra tattoo mà.